Chào các bác nhá. Hôm nay thì cây lan nhà mình đã có hoa nhá. Đó. Lan này không biết tên gì luôn. Nhưng mà có hoa cực kỳ đẹp luôn nha các bác nhá. Hoa của nó này. Đó, cực kỳ đẹp luôn nhá. Bác nào mà có nhu cầu mua cái loại lan này thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ gửi cho các bác nhá. Hôm nay thì mùa này thì cái loại lan này thì có hoa rồi nhá các bác ạ. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Cái mặt hoa của nó. Được. Mình trồng vào cái gốc cây này. Nó có hoa cực kỳ đẹp. Hoa của nó này. Lá của nó chuẩn bị đột biến rồi nhá. Màu vàng nhá. Sắc rơi rồi.